Chào mừng các con đã đến với tập 3 của khóa dạy nghề dành cho trẻ em của cô giáo Hồng Nhung. Như đã hứa với các con, chủ đề hôm nay của chúng ta rất là thú vị đấy. Cô tin rằng mỗi bạn đều có rất nhiều kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bạn bè đúng không nhỉ? Và hôm nay bài học của chúng ta sẽ mô phỏng lại những hoạt động của chúng ta khi ở trường. Nào các bạn ơi, hãy sẵn sàng đi học chưa nào? Nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với bài học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đeo ba lô lên nào và đi đến trường thôi. Các con sẽ chạy sang bên trái này. Đi về cô nhé. 1, 2, 3, 4, đến đây gặp các bạn, chào các bạn nào. 5, 6, 7, 8, tương tự ở bên phải, các con cũng chạy sang này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, các con có làm được theo cô không? Chúng mình làm lại một lần nữa nhé. Nào, đeo ba lô lên và đến trường nào, đi thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác rất là đơn giản đúng không nhỉ? Nào, thế bây giờ đến trường này, gặp một bài khó, khi cô giáo giảng bài chúng ta phải làm gì nhỉ? Suy nghĩ đúng không nhỉ? Bây giờ cô cần các bạn hai ngón tay. Đầu tiên này, các bạn sẽ xoay tròn hai ngón tay, tương tự như là ta đang suy nghĩ vậy. Được chưa nhỉ? Cô làm cùng cô nhé. 1, 2, 3, 4. Chân rất đơn giản thôi, các con chỉ việc đứng tại chỗ này và tay xoay này. 1, 2, 3, 4, đến đây, khó quá, đổi này. 5, 6, 7, 8, tương tự lần nữa. 2, 2, 3, 4, ta đổi tay trái. 5, 6, 7, 8, các con có làm theo cô không? Chúng ta làm lại lần nữa nhỉ. Hai ngón tay này, xoay này. 1, 2, 3, 4, tay phải. Tiếp, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được rồi, và chúng mình sẽ cùng thử ghép hai động tác lại với nhau nhé. Để có thể đến trường nào. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, suy nghĩ. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các con làm được chưa nhỉ? Rất dễ hơn đúng không? Vậy tiếp theo này, khi đến trường, suy nghĩ này, sau đó là tìm được cách giải rồi, ta giơ tay phát biểu, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta làm thế nào nhỉ? Làm động tác giơ tay phát biểu như này, đúng không? Rồi, ta sẽ làm thế này này. 1, 2, 3, đổi tay. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó dễ đúng không nhỉ? Các con là nhớ này. Đầu tiên ta sẽ chống mũi chân trái lên, nhún này, giơ tay lên, phát biểu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành những cái gì chúng ta đã được học, sẽ áp dụng vào trong bài học đúng không? Nào, quyển vở đâu? Chúng ta sẽ để quyển vở ở đây nhé. Cô sẽ hướng dẫn các con tay trước này. Đầu tiên các con sẽ đưa tay lên trên. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Đầu tiên ta sẽ đưa tay lên trên này. Sau đó đổi, đưa sang phải trước. Tiếp tục lên trên và sang trái. Có đơn giản không nhỉ? Nào, ta làm lại một lần nữa nhanh nhé. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và đến chân nhé. Các con chú ý này. Đầu tiên chúng ta sẽ bước chân phải lên trước. 1, bước chân trái sang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến nhịp 8 ta sẽ đừng lại, ta sẽ đi xuống dưới. Vắt chéo chân phải ra đằng sau. 1, bước chân trái sang ngang tương tự. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các con có làm được theo không nhỉ? Chúng ta sẽ làm lại nhé. Cô sẽ làm lại chậm để cho các bạn quan sát chân của cô này. Chân phải cô sẽ đi lên trước. 5, 6, 7 đi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đi xuống. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các con có làm được không nhỉ? Rất dễ đúng không? Giờ chúng ta sẽ ghép cả tay và cả chân với nhau nhé. Nào, quyền vở trước mặt nào. 5, 6, 7, đi. 1 và 2, 3, 4, 5, 6,
7 đi xuống tiếp 2 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn có làm theo không nhỉ? Cô muốn các bạn là khi chúng mình đưa tay sang hai bên, chúng mình sẽ quay người sang bên phải này, người sang bên trái một chút nhá. Và nhớ là mỗi bước chân chúng ta đừng quên nhún nhá. Ta sẽ đi lại một lần nữa này và nhanh hơn một chút nhá. 5 6 7 đi. 1 2 3 4 5 6 7 đi xuống. 2 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn làm được chưa nhỉ? Rất dễ đúng không? Ta sẽ làm lại nối tất cả các động tác chúng ta vừa học lại nhé. Nào, đầu tiên đến trường nào. 5 6 7 đi. 1 2 3 vẫy chào. Đi. Suy nghĩ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 phát biểu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 viết bài nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Các con đã nhớ được 4 động tác trên chưa? Chúng ta hãy cùng nhau ghép lại một lần nữa 4 động tác nhé. Và chúng ta thử với nhạc luôn nhé. Nghe này, chuẩn bị nào. Đeo cặp lên vai. 5, 6, 7, đi. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con động tác cuối cùng. Sau khi chúng ta suy nghĩ này, phát biểu và làm bài thực hành kiến thức rất chắc rồi, ta sẽ nhận được gì nhỉ? Chính xác đó là những điểm 10 đúng không? Bạn nào cũng thích điểm 10 đúng không nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ giơ 10 ngón tay, xả vừa như là điểm 10 nhá. Đầu tiên này, 1, 2, 3, 4. Được điểm 10 chắc chắn các bạn đều vui sướng đúng không? Ta sẽ nhảy lên này. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Với điểm 10 thì chúng ta chỉ cần giơ tay, sau đó chính xác để lên, đưa lên và đưa xuống thôi. Đồng thời chúng ta sẽ kèm nhún, nhún sang bên phải trước này. 1, 2, 3, 4. Và sau đó chúng ta sẽ nhảy múa. 5, 6, 7. Lần nữa 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rất tốt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ ghép lại tất cả các động tác chúng mình vừa học nhé. Nào, sẵn sàng chưa? Đeo ba lô này, chuẩn bị đi nhé. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4. Đi. Suy nghĩ này. Phát biểu nhá. Viết bài này. 1, 2, 5, 6, 7 đi xuống. 2, 2, 3, 4. Và điểm 10. Nhảy. Rồi, các con rất giỏi. Vậy bây giờ chúng mình đã sẵn sàng để ghép nhạc chưa nhỉ? Chúng mình hãy thử ghép nhạc lần đầu tiên nhé. Nào, nghe nhạc này. Đeo ba lô lên vai nào. Sẵn sàng nhá. 5, 6, 7. Rồi, các con giỏi lắm. Vậy là chúng ta đã kết thúc rồi. Các con thấy buổi học hôm nay của chúng ta thế nào? Cô tính chắc là các bạn đã học được rất nhiều điều bổ ích đúng không? Chủ đề của tuần sau của chúng ta sẽ còn thú vị hơn rất nhiều đấy. Hẹn gặp lại các con nhé.